An Cung Ngu Hoàng Hoàn Đồng nhân Đường của Trung Quốc có tác dụng hỗ trợ đối với trường hợp bị tai biến dùng An Cung Ngu Hoàng Hoàn hợp thiết ngay trong khi bị tai biến là có hiệu quả rõ ràng có thể giảm đi các di chứng sau cơn tai biến sản phẩm hỗ trợ phục hồi cải thiện các di chứng sau khi điều trị viêm màng não giúp máu lưu thông tốt hơn hỗ trợ phòng ngừa bệnh tai biến hỗ trợ hiệu quả cấp cứu bệnh nhân tai biến tránh tình trạng liệt người hỗ trợ giảm bớt các di chứng do chấn thương não gây ra giúp cải thiện giấc ngủ hỗ trợ trị nhức đầu chóng mặt buồn nôn kéo dài hỗ trợ giúp hạ huyết áp cấp cứu người bệnh lên cơn huyết áp cao giúp giảm nhiệt cho cơ thể hạ sốt giải quyết tình trạng co giật khó thở giải độc trong cơ thể trong các trường hợp như là ngộ độc thực phẩm bị những loại có nọc độc như rắn rết bò cạp. Cách sử dụng: Anh công ngư hoàng hoàn đồng nhanh đường. Viên hoàn có màu vàng cần phải nghiền nát trước, sau đó cho vào nước nóng, khuấy đều và uống. Anh công ngư hoàng hoàn có độ sệt khó tan nên bạn sử dụng nước nóng khuấy sẽ dễ hơn so với nước ấm hay nước lạnh. Bạn cũng có thể nhai trực tiếp và nuốt hoặc nghiền nát rồi cho vào cơ thể thông qua đường mũi hoặc trực tiếp tiêm vào cơ thể trong trường hợp bệnh nhân bất tỉnh. An Công Hoàng Hoàng Đồng Nhân Đường, một hộp là là có 6 viên nha mọi người. Đó, trong đây có 6 cái hộp nhỏ và mỗi hộp nhỏ là một viên. Mà chúng ta sử dụng là một lần là chỉ một viên thôi. Mua hàng xin liên hệ số điện thoại 2.9 được tư vấn và mua sản phẩm nó đăng ký kênh và like ủng hộ shop hà phương cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn